Vâng, em Tuấn cảm ơn các bác nhé. Trong gần 2 tháng nay em có giới thiệu đến các bác một số cái dòng máy tính ấy. Rất cảm ơn các bác đã ủng hộ rất là nhiều. Chắc nó lên đến khoảng độ tầm gần 200 bộ. Những cái dòng máy tính này thì đấy các bác những bác nào đã dùng rồi thì cũng cho em Tuấn xin một cái lời bình luận để cho anh em thoải mái. Và tất cả những dòng máy này em giao đến cho các bác này. Các bác cố gắng kiểm tra hàng giúp em này, kiểm tra hàng. Tại sao em lại cho kiểm tra hàng? Bởi có những cái dòng ví dụ như loa các thứ em vẫn cho các bác kiểm tra hàng, nhưng con này em còn cho các bác test hàng luôn. Bởi vì tại sao? Ví dụ đôi loa ấy, các bác kiểm tra hàng nó không dây vỡ, các bác nhận còn được. Nhưng mà riêng cái này mà các bác nhận tình trạng bác nhìn thấy nó không dây vỡ, nhưng bác không mở lên là có những con là không may họ làm rơi cao ấy. Bởi vì em đi em đã cố tình đóng trong xốp rồi, một cái thùng. Em còn mua cả cái thùng hoa quả, thùng nhựa ấy, hai cái em lồng em ép vào để em bảo vệ cái màn này. Nên là riêng dòng này em cho các bác kiểm tra và cắm lên hàng luôn cho em càng tốt. Để mục đích là gì? Để mình kiểm tra là khi mình vận chuyển họ, người bên vận chuyển họ có làm vỡ của mình không. Nếu vỡ họ còn đền cho em với các bác, chứ không là bác cứ thấy cái thùng nó ngon rồi bác nhận về không may nó dạn nó nứt, lúc đấy thì hỗ trợ nhau nó rất là khó. Cái thứ hai nữa là em bán máy tính cho bác là báo cáo nhé, hàng lỗi hàng hỏng em cho các bác đổi cho trả. Có bất kỳ một cái vấn đề gì ví dụ như là không may nó lỗi win hay là lỗi cái gì chẳng hạn, chưa chắc phải lỗi win đâu, vì em giao cho bác nhiều trường hợp xảy ra rồi. Có những bác thì nó bị lỏng giam thì em cũng hướng dẫn các bác cũng cắm hộ em cũng ok rồi, vì là cái này tháo rất là dễ. Hàng máy tính này nó không như hàng máy tính ở trong nước mình nhé, cái hàng này tháo họ thiết kế mình tháo rất là gọn, rất là nhanh. Con HP này có cấu hình là chip Core i5 RAM 8 GB, ổ cứng 256 GB, và cái màn hình như này rất là to, màn hình lên đến gần 22 inch, 21.5 inch đấy. Con này đây là cả bộ máy tính luôn đó nhé. Ngày xưa thì là nó thiết kế là có một cái cây máy tính nằm bên cạnh này, nhưng bây giờ cái cây máy tính là đưa hết vào trong này rồi. Đây, nó nằm hết vào trong này và nó làm tản nhiệt trong này luôn này. Đấy, đây là cả một bộ máy tính luôn, có nghĩa là cái màn máy tính này là cả bộ luôn, tất cả cái bộ máy tính nằm hết trong cái màn này luôn rồi đấy. Thì đối với cái cấu hình nó cao như thế này, bên em đang để cho các bác mức giá bộ HP này này, có mức giá là 5 triệu 900 nghìn. Và cái 5 triệu 900 nghìn cách đây khoảng độ 2 tháng về trước đến bây giờ bên em vẫn giữ giá như vậy. Không phải là bán được hàng nó nhiều, có nghĩa bán được chạy hơn khách hàng thì nhiều khách hàng mua nhiều hơn, mà mình nâng giá vẫn giá như vậy bác nhá. Thì đối với RAM thì em đã hướng dẫn các bác kiểm tra. Các bác này bác kích này, bác nhìn cái chữ Protein AH, cái chữ PC này, có nghĩa là bình thường là máy bình thường mình cài nguyên nguyên ý, thì nó ghi hiện chữ là My Computer đấy, thì bác kích chuột phải vào đấy. Sau đó đây kích chuột phải bác chọn cái dòng cuối cùng nha, dòng Protein dưới cùng ấy, dòng Protein ở dưới cùng đấy, thì tự nhiên nó sẽ hiện hết ra cái thông số đây này, chip mà RAM nó hiện hết luôn. Có nhiều nhiều bác về thì bác bảo ô tại sao lại Tuấn lại lại cái con của anh lại hiện có i3 đấy, bác nhìn nhá, con này là có i5 nhưng mà cái tem này này đây này, nhưng con này lại lên đến tận có i7 cơ đấy bác ạ. Nên là nó vô tình là cái lô đấy là người ta lắp cái chân lẫn nhau ấy, cái chân của i7 thì lắp sang con i3, con i3 lắp sang i7, đây con này i5 mà chip cái tem nó dán là chân là i7, nên không phải như thế. Mà các bác phải nhìn cái thông số em tuôn báo ở trong này này, đây đây là chip Core i5 đầu 6 6600 hay là 66440 chẳng hạn, em cứ báo đầu 6 là chắc chắn rồi, và RAM 8 GB nó báo luôn đây. Đấy là cách kiểm tra thứ nhất, là cách các bác phải kiểm tra trong máy, chứ bác đừng có nhìn cái họ dán bên ngoài, dán này cái đấy không quan trọng quá nhé, bỏ. Cái thứ hai là bác muốn kiểm tra ổ cứng thì bác chỉ cần kích vào máy computer này, hoặc là PC này, kích đúp vào thì đấy nó ra ổ cứng luôn. Thì bác cộng tổng của hai cái đầu tiên nên chưa sử dụng này vào thì nó sẽ ra là 256 hoặc là 240 mấy, 25 mấy chẳng hạn. Một số cái phần còn lại thì là họ sẽ dùng cho win rồi do một cài một số cái phần mềm chẳng hạn. Đấy, nó sẽ ra luôn. Đấy là cách kiểm tra nhanh nhất. Đấy được chưa? Rồi, được chưa? Đấy. Còn cái dòng này thì nó thiết kế cái màu bạc rất là đẹp. Đặc biệt là loa này, loa thì thiết kế nhé. Riêng con này là loa thiết kế hết chạy ngang hết ở phía dưới luôn. Loa thiết kế hết. Ở bên này là ổ đĩa. Bên này ổ đĩa này. Đấy, em tắt máy đã nhé, xong em giới thiệu cho bác nó kỹ luôn. Tắt máy tắt nó quá là nhanh luôn. Bác nhìn em tắt máy nó nhanh không? Sau đó chúng em giới thiệu khởi động máy lên cho bác xem nó còn nhanh nữa. Đây, có nhìn này. Bên sườn bên này đây là cái ổ đĩa.
ổ đĩa CD hay DVD, nó thả đĩa vào đây để dùng cài tài liệu hoặc là copy dữ liệu tùy. Còn bên này, đây đây, bên này em đảo cái máy lại đây cho bác xem nhé. Đây ạ. Còn bên đây, bên đây thì cái chân USB này này, bây giờ em đang giới thiệu cho bác, em cắm tạm vào đây thôi. Còn về các bác sẽ rút hết cái này ra, rút hết này ra. Bác cắm ra đằng sau này, này. Đằng sau này nó có 6 cổng USB cơ. Ở đây chẳng mình còn mình tiện mình cắm vào đây thôi. Cái cổng bàn phím anh cắm đằng sau nhé, cắm hết đằng sau này. Đấy. Thì ở bên này có một cái nút, đây là nút nguồn, nút khởi động. Đây nút khởi động nguồn này. Nút khởi động này. Hai cổng USB. Hai cổng USB. Cổng tốc độ cao, đời cao bác nhé. Bác nhìn hộ em, bác cú ý nhìn hộ em Tuấn. Đây này. Nhìn hộ em nhé. Cổng tốc độ cao vì nó có màu xanh này này. Đây là đều từ 3.0 trở lên hết. Một lỗ có hình cái tai nghe. Là cái này là các bác có thể là cắm tai nghe vào đây. Hoặc bác có thể cắm ra loa to hơn thì bác cắm vào đây. Cắm ra bộ dàn loa to hơn thì bác cắm vào đây cho em. Bởi đây là tín hiệu ra tai nghe cũng như là ra các bộ loa dàn to. Ngoài ra mic thu âm thì các bác có thể cắm mic thu âm ở đây. Đây là mic thu âm, cổng mic thu âm. Tiếp tục bác có thể cắm thẻ nhớ để bác cóp tín cóp nhạc, cóp như đây, đây là cổng thẻ nhớ. Ngoài cái cổng cắm mic thu âm ra thì con này nó cũng có cổng mic thu âm rồi bác nhé. Là đây. Con này nó thiết kế bác nhìn này, bác nhìn kỹ của em này, nhìn này. Kỹ của em nhé, nó có một cái camera ở đây này. Và mic thu âm nhé, mic thu âm và lồng đĩa tại đây luôn. Bác nhìn hai vế chưa? Nó thu âm stereo luôn đấy, hai vế mic thu âm luôn. À, và bác nhớ nhé, có những bác là không hiểu camera là về có ai ai khóa lại như này. Các bạn ơi con này không có lỗ camera. Có một bác hỏi rồi đấy. Bác gạt ra nhé. Đây nó có chế độ mở, mở nhé. Mở và khóa mắt camera. Đấy, còn tất cả đây, mini Tokyo. Đấy là về phía trước. Còn về phía sau đây em Tuấn cho bác nhìn cho kỹ luôn nữa. Này. À, con này thì báo cáo bác đây. Về phía sau. Thôi em nhấc luôn ra nhé. Nhấc ra cho dễ. Đây. Nhấc luôn ra để cho các bác nhìn cho nó nhanh. Để mình giới thiệu tiện luôn, được chưa? Các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Em rút ra nó, đây là cái dây nguồn này. Rút dây nguồn ra này. Nó gồm có này. Một lỗ cắm nguồn này. Lỗ nguồn đây này. Bên sườn này bác nhìn thấy chưa? Đấy, bác nhìn thấy bên sườn chưa? Đây là cổng HDMI. HDMI và 4 cổng USB nữa. 4 cổng USB. Đây là cạc rời của Wi-Fi. Một cổng mạng LAN. Đấy, ok chưa? Đấy. Còn bác nào mà về ví dụ như là đây em giới thiệu luôn cho bác. Bác nào mà về mà muốn kiểm tra máy luôn đi. Em hướng dẫn các bác nhé, bác tháo như này này. Nhé, đó. Nhìn chưa? À, bác nhìn này, ở đây nó có hai cái lẫy chưa? Hai lẫy gạt này, nhìn này, nhìn này. Đấy, gạt này. Bác gạt này. Ấy, bật cái bạch ra chưa? Này. Nó bật hết rồi này. Nó bật hết cái nắp này ra luôn, bác nhá. Đấy. Bác có thể bật này ra để bác kiểm tra máy trong thoải mái. Bởi vì là dòng này là dòng tất cả những cái dòng này là các bác có thể kiểm tra được, bởi vì họ lắp đồng bộ này nó dễ lắm, nó hàng nước ngoài, nó không như hàng của mình đâu. Các bác cứ giật nhẹ nhàng nhé, nó bằng cá bằng khớp mà, đó. Nên là không phải vội vàng, đấy. Vừa nhấc vừa nhẹ nhàng, vừa rất là đấy này, đấy. Lên chưa? Lên hết rồi đúng không? Lên hết rồi. Thì khi đã vào đây, các bác cũng có thể kiểm tra đây chip RAM nằm hết trong này, ổ cứng có thể cắm thêm ổ cứng ngoài vào đây, nhé. Dưới là ổ CD DVD rồi, cạc đây. Ngoài ra các bác có thể đây, lấy cái lẫy này, đây có lẫy này, gạt mạnh tay này. Đấy, gạt mạnh tay nhé. Được chưa? Kéo này. Đấy, ra hết cái nắp này luôn. Thì tất cả chip RAM nằm hết ở đây luôn. Chip RAM ổ cứng, đấy, ở đây. Nó sẽ được bảo vệ ở trong này. Chip RAM ổ cứng. Thì tiện đây em nói luôn là cái bệnh của máy, có một số bác nào gặp thì cái bệnh lỏng RAM. Thì bác nào nghe bệnh bác biết nhé. Nó thường thông báo theo tiếng tít 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 hoặc tít tít, hoặc là bệnh có những con máy khi bác khởi động lên màn hình nó xanh chẳng hạn. Đấy, nó nhiều con nó do bị chập chờn RAM. Bác nào muốn học máy tính thì chỉ cần gõ vào cách đọc lỗi tiếng kêu của BIOS trên máy tính, nó sẽ hướng dẫn các bác là kêu tít tít này, tít 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 này, hay là kêu nhanh tít chậm, nó sẽ có thông báo từng bệnh ở trên đấy cho các bác. Ok chưa? Đấy. Còn bác nào thấy máy của mình tình trạng như nào thì có thể gọi em cũng hướng dẫn các bác từ xa được.
về cách đọc bệnh nhanh. Còn đây, đây là loa này, loa thiết kế này, hai con loa như này thì bác bảo khá là to nhé, nghe cũng phê rồi. Bộ này có mức giá là 5.900.000. Còn đây, đây là toàn bộ quạt, bác nhìn chưa? Quạt này có tác dụng là làm mát hết cho cái CPU này và làm mát cho cả con nguồn. Đây thì bác nhìn thấy cắm nguồn được chưa? Hai con quạt nó làm mát hết cho CPU, nó thổi lên trên chốc luôn và làm mát cho nguồn. Đấy, tôi tiện đây em giới thiệu nó dài dài tí cho bác thêm. Đấy nhá. Ổ cứng có sẵn rồi, ngoài ra bác có thể cắm thêm ổ cứng. Đây là cũng còn một cổng chờ ổ cứng của mình đấy. Cổng ổ cứng ngoài thoải mái. Cắm thoải mái vào đây. Chào các bác ạ.